Ơi, xin chào anh em. Bây giờ mình giới thiệu cái mẫu dép nhôm. Cái hình này là hình chữ nhật ha. Hình chữ nhật. Mẫu này thì cái kích thước mà anh em hay kêu hay gọi là 7 x 18 đó. Nhưng mà thật sự nó là 6,8 nha. Nó yếu 2 ly á. 6,8 mình ghi 6,8 chứ không có nói 7. Thì 7 x 18 đó. Cái 18 này có thể mình làm 16 cũng được nha. Thì nếu mà 16 là mình lúc mà mình chưa khoan lỗ chỗ này á là mình cắt vô ngay chỗ này nè. Đó. Mình cắt vô tới giữa lỗ nè, nhưng mà lúc mà mình chưa khoan lỗ á mình cắt vô tới đây. Xong mình khoan lỗ nó xích vô chỗ này. Đó, nhìn cũng rất là đẹp ha. Đó, ngay chỗ này thì nó còn là giống như là 7 x 16 đi đó. Rồi cái hậu nó thì hậu không đổi, hậu nó là 9 cm, rồi từ trong này ra đây đó về 8 ly. Thì cái này là lắp cũ 450 hoặc là 350 bát ốc. 350 bát ốc này thì trên thị trường nó cũng có nữa nha, nhưng mà ít có mẫu 350 bát ốc lắm. Đa phần là 450 bát ốc, hoặc là 450 răng sấy, hoặc là 350 răng sấy, hoặc là 250 răng sấy. Đó. Thì cái cũ này nó đa năng, cái đế này đế đa năng ha. Sử dụng được 450 bát ốc nè. Đó. Rồi, 450 răng sấy đây. Đây, giới thiệu luôn. Cái này là cũ, này là cũ 250. Đó. 250 làm cháy vô rồi thấy không? Đó, rồi xong 250 đen cháy. Rồi tới 350 đen cháy nè. Nè, đây là để vô cho anh em xem luôn nè. Đó 250 đen cháy nè, 350 đen cháy. Thì nó 350 đen cháy thì nó to hơn thằng này 250 nè. 250 đơn sấy này, 350 đơn sấy. Thì cái kích thước sấy này nó cũng như nhau thôi à. Thậm chí 450 cũng vậy. Đó. Sấy vô được thấy không? Rồi, đó. Rồi thằng đây thằng wow. 450 đây. 450 đơn sấy quá to. Đó, này 250 nè. 250 với 450 nhìn thấy không? Một trời một vực luôn. Mà cái họng như vậy đây. Vẫn gắn được. Đây, 450 đang thấy. Đó. Rồi, thấy vô. Ok chưa? Đó. Nhìn dễ thương ghê không? Tại vì cái này là từ thường á, nhìn nó to, chứ nếu mà anh em lắp 450 từ neo á là nó nhìn nó nhỏ, nó gọn mà đánh tiếng hay lắm. Từ neo anh mua neo nguyên khối á, đừng nói với cái từ nó giống vậy nè, chứ đừng mua neo bi nha. Neo bi nó có mấy cái lỗ cát mặt sắt rồi nó lọt vô trong đó, mai mốt nó cọ con rồi nó hư hết. Đó, rồi thậm chí bây giờ gắn 450 bắt ốc nha. Tạm dừng cái đi rồi tôi gắn ốc vô thằng 450 này rồi xong rồi. Thì mình sẽ báo giá là báo giá của cặp họng nha. Anh em nào mà điện vô số đó đó. Chứ chưa có bao ship nha. Bao ship là phải tính mấy cái anh nào mà ở xa nhất đó. Coi giá nó nhiều cái mình cộng vô. Như vậy thì mấy anh em ở gần á phải chịu một cái phí cao á, ráng chịu á. Anh em nào cứ kỳ kèo cái vụ báo giá bao ship là mình không có chịu đâu á. Đó. Rồi. Cặp này một anh ở đâu quên rồi, đặt quên rồi, lát lục lại rồi giao nè. Tính làm nhiều mẫu rồi mình review một lần luôn, nhưng mà không được. Giờ xong cặp nào, xong cái mẫu nào mình review mẫu đó luôn đi, để mình gửi cho khách hàng luôn. Đó. Rồi này video vậy chắc cũng kết thúc được rồi. Rồi để mình review cái mẫu khác ha.